Dạ thưa, con có hai cái thắc mắc con xin hỏi thầy. Dạ, thứ nhất là người ta hay nói rằng là đời gian thì đời con khác nước. Như vậy là có cái sự liên hệ giữa cái nhân và cái quả, giữa đời cha và đời con. Nhưng mà rồi người ta cũng nói rằng là ai tu thì nấy được, ai tu thì nấy chứng. Vậy là như thế nào hả thầy? Đây là một câu hỏi rất là lý thú. Dạ, còn câu thứ hai xin hỏi tiếp. Trong kinh A Di Đà nói rằng là ở cõi Tây Phương Cực Lạc, con không nghe nói đến con nít. Như vậy thì con có thắc mắc rằng là những cái chú tiểu hay là những cái người mà mấy cái chú nhỏ nhỏ mà đi tu mà lỡ may mà chết đó thầy, thì như vậy thì cái thần thức của họ đi đâu thầy? Trong khi rằng là ở bên Thiên Chúa giáo á, thì có nói về các thiên thần đó thầy, thì ở bên Phật giáo không có nghe nói cái đó. Là một câu hỏi rất hay. Đối với câu hỏi thứ hai đó, thì trong kinh A Di Đà mô tả chung mà chúng tôi tạm dùng bằng một cái thuật ngữ cho dễ hiểu là cư dân tịnh độ. Cái tiêu chí của cư dân tịnh độ về phương diện tâm linh là A Bệ Bạc Trí, dịch nghĩa là bắt thói chuyển. Bắt thói chuyển theo cái thước đo Phật học đó, trong kinh đó, tối thiểu phải là sơ quả A-la-hán. Diệt được lòng tham sân si nghi hoặc, có niềm tin bất động về nhân quả, sống rất là chuẩn mực mới có thể có được cái trình độ tâm linh này. Cho nên khi nãy chúng tôi nói là không phải đơn giản mà sanh về Tây Phương là vậy đó. Tại vì sanh về Tây Phương là phải là sơ quả trở lên. Mà lúc còn sống hay là đang lúc hấp hối mà chưa chứng được sơ quả mà sanh về Tây Phương chứng là sơ quả là chuyện không có. Vì đó chúng tôi nói là nó phải có tương thức về nhân quả là vậy đó. Các kinh về Tịnh Độ Tông không nói rằng là đó là người già, người trẻ. Hay bởi vì ở đây người ta nói là cảnh giới cực lạc, tức là hạnh phúc mà cực điểm. Bởi vì chứng được thánh quả còn đâu khổ đau. Chứ không có mô tả là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, không quan trọng. Mà quan trọng là cái tiêu chí họ đạt được là bắt thói chuyển. Cho nên sống mà bắt thói chuyển thì chết, tái sinh mới được bắt thói chuyển. Còn sống ai hùn cái là bỏ chạy. Ai chống đối chút xíu là ngưng là Phật sự. Là ta đang là cái người chuyển đổi, không có lập trường, thì đừng có hòng mà vãng sanh Tây Phương. Bắt thói chuyển mà. Do đó ta đừng bận tâm rằng là sanh về đó mình là người giới tính nào. Có người nói là cha mẹ mình là hoa sen, tức là nói biểu tượng thôi chứ không phải là nói theo nghĩa đen đâu. Thì hoa sen là tượng trưng cho trong bụng nhơ mà nó vẫn thanh tịnh, thơm ngát, có gương, nhụy, cánh hạt đàng hoàng. Chứ có người nào mà sanh ra hoa sen đâu. Người phải sanh ra từ con người. Động vật sanh ra từ động vật, chứ động vật không sanh ra từ loài thảo mộc. Thảo mộc không thể sanh ra loài động vật. Ngay cả trong tình huống quá sanh á, từ chủng loại A sang chủng loại B cũng là từ động vật sang động vật thôi, chứ không có từ một cái loại thực vật sang động vật được. Ý người ta nói là khi sanh về Tây Cực Lạc đó thì sự thanh tịnh tâm á, đạt được ở mức độ khá cao. Cái phương tiện á, nó cũng phải bắt đầu giống như là chúng ta thôi, cũng có cha có mẹ đàng hoàng. Nên nói hoa sen là nói biểu tượng. Củ phẩm liên hoa tức là chín cấp độ tâm linh về mức độ thanh tịnh, mà cái điểm quan trọng nhất của đó là chuyển hóa được năng lượng tính dục, chứng được sơ quả là năng lượng tính dục không còn nữa rồi, không còn màng về sự hưởng thụ tính dục, dầu là trong tâm tưởng hay là hành động cụ thể, thì người như thế thì mới được vãng sinh. Trên tại gia mà chưa có là chuyển hóa được năng lượng này thì không sinh được đâu. Nếu ta dựa vào thang Phật học đấy, cái thước đo Phật học đó là thế,
Còn các tổ vẫn phương tiện nói là đế nghiệp phát sinh để cho chúng ta cảm thấy là dễ chúng ta thực tập theo, chứ trên thực tế không đơn giản như vậy. Chúng tôi thì thích nói thật dựa vào kinh điển mô tả để chúng ta có những cái chuẩn bị, thà dư còn hơn là thiếu. Ví dụ để nhảy vào cái hố sanh tử đó, thì cái bước nhảy vào của chúng ta nó đòi hỏi là tối thiểu là phải là 2 mét đi, thì ta phải chuẩn bị là 2,5 mét. Lỡ mà bữa đó yếu sức vô nhảy đó, nó cũng còn 2,3 mét an toàn. Chứ đó là 2 mét mà nó có 5 nhảy cái lọt nó xuống vực thẳm chứ không qua bên kia. Cho nên phải nói những gì chúng ta cần làm, cần thực tập để chúng ta chuẩn bị và làm đúng thì ăn chắc mặt bền, không có gì phải sợ lo hết trơn. Giờ lúc đó không có muốn tái sinh Tây Phương, nó cũng đưa chúng ta về bên đó thôi à. Bởi vì con chip về tái sinh đó được thiết lập à, bởi những hành động công đức phước báo, tâm ta được khai mở, cho nên nó phải đi về cái cảnh giới như thế chứ không có sự lựa chọn khác. Nên là chính phẩm sen vàng nêu danh giải thoát không có nghĩa là cái hoa sen lớn ở dừa theo cái hình vật lý rồi ta bắt đầu chui ra từ cái hoa sen. Cậu bé 8 tuổi thì chui ra với hình thức là 8 tuổi, ông già 80 tuổi chui ra với hình thức là một ông lão, không có chuyện đó đâu. Đây là cái quy luật mà tất cả mọi chủng loại phải sanh ra từ chủng loại đó đó. Sự lai tạo có thể làm đổi gen, làm đổi ADN, làm đổi đi một phần cộng nghiệp, làm đổi đi một phần biệt nghiệp, chứ nó có, và tác hưởng của nó là có. Cho nên sanh về Tây Phương thì cũng sanh ra từ con người bình thường đó, và đó là những con người không còn ô nhiễm nữa. Do đó ta đừng nên cường điệu quá về Tây Phương Cực Lạc, rằng là cái việc hóa sanh đó, trên hoa sen sẽ làm cho chúng ta thoát hết mọi khổ đau. Chuyện đó có không? Chưa chắc. Một người đang hấp hối sợ chết thế mà chưa vượt khỏi sự sợ chết đó mà có tới cái ban hộ niệm hỗ trợ mà nói là sau khi nhắm mắt là được sanh Tây Phương, làm sao có được, không? Không có chuyện đó. Do đó cái chánh nhân ở hiện tại phải đóng vai trò quan trọng, chuyển hóa hết lòng tham sân si thì đâu còn sợ hãi nữa đâu, người ta mới ra đi được, có cảnh giới ta sanh tương thích. Để chuẩn bị như thế thì ta ăn chắc mặt bền. Bây giờ trở lại câu hỏi thứ nhất, sở dĩ mà ta lẫn lộn như thế là bởi vì ta chưa thấy rõ được sự khác nhau giữa nhân quả và cái sự cộng hưởng. Ở trong cái phòng giảng đường của chùa Hải Ấn này đó, nó bề ngang khoảng chừng 4 mét mấy 5 mét thôi, chiều dài khoảng 2 mấy mét 30 mét. Các cái lò thiết kế theo cái chiều xuôi hướng về phía sau, cho nên là khi ta cầm máy microphone đó thì nó bị hú, bởi vì nó đụng với cái chiều hướng của cái lò đó. Mà khi hú lên đó thì tất cả những người trong phòng, dầu là ở ngồi hàng đầu hay là hàng cuối đó, đều có cảm giác là chói tai. Mặc dầu không có ai tạo ra âm thanh tiếng ồn, mà tiếng hú này nó cộng hưởng, nó làm cho ta đều cảm thấy không hài lòng. Ta điều chỉnh nó bằng cách là kéo cái micro xa hơn chút xíu cho nó bớt hú, hoặc là đẩy cái hướng ngược lại với những cái loa để cho nó giật, rồi sau đó chúng ta nói tiếp, hoặc là giảm bớt cái volume thì nó cũng có thể khắc phục được cái tình trạng này. Như vậy cái cộng hưởng nó không nhất thiết là phải do chính chúng ta làm. Có những lúc ta không làm gì hết, ta vẫn bị vạ lây, vẫn bị tác động. Như vậy là cái cộng hưởng có thể diễn ra theo hai chiều hướng là tích cực và tiêu cực. Bây giờ nếu một Phật tử nữ nào trong đây trước khi đến chùa đó có sức dầu thơm, loại dầu thơm sang trọng á, cho cái hương nó nhẹ nhàng thôi chứ nó không có mùi gắt lắm như là cái cây hoa sữa. Tại trong đây ta thấy có những cái quạt máy, cho nên là cái vấn đề mà lưu thông không khí đó, rồi mỗi một cái khoảng cách khoảng chừng 2 mét hoặc là 1 mét là có một cái cửa cái, cửa sổ xen kẽ lẫn nhau, thì cái mùi hương này mới nó lan tỏa ra,
ta không sức dầu thơm mà ta vẫn nghe được mùi thơm, đó là cộng hưởng. Do đó cha mặn đôi lúc còn khát nước, ví dụ sau năm 75 tất cả mọi thứ được giải quyết ở lý lịch, cha ông mà dính